Từ anh bỏ vào này. Giật kiểu sao đấy? Lần này, lần này. 2, 3 lần. 2, 3 lần. 10 bạn này, gia đình nhá. Gọi ta mau vào ăn phụ. Gọi nhiều nhiều đông đông ấy, bánh này ăn mấy ngày không hết ấy. Rồi rồi rồi, mấy tí này mình cho xe rung chuyển đến đón nha. Thì anh thấy bò chưa? Bò chưa? Thấy rồi. Bò không? Bò. Bò này không? Thôi thịt bò ngược lại động vật nha. Làm đi làm nửa con thôi, còn nửa con. Dạ xuống đây mày leo xuống đây. Thôi, bò của anh đấy, bò của anh. Bò của anh. Thả đi, thả tay đi. Bò của anh. Thả tay đi. Em nhảy đi. Vậy nhảy đi. Xin mời. Đùa đấy. Hello. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với Bá Thành TV. Yeah. Thì clip hôm nay anh em chúng tôi sẽ thực hiện cái gì anh? Bánh mì. Bánh gì nhỉ? Bánh rán à? Bánh rán khổng lồ cho Doraemon. Rất to, rất lớn. Đấy. Vâng, thế okay, anh em chúng tôi sẽ thực hiện nhé. Thì đồ nghề anh em tôi đã chuẩn bị sẵn. Đấy. Chúng tôi đã chuẩn bị đây này. Đấy, dầu đậu nành ấy. Bếp ga. Đường này, các kiểu. Đường, đũa, ngồi. Ngồi, đây, ngồi mâm đây nhá. Vâng, cái này quan trọng nhất, đây là một chiếc mâm. Thực hiện một chiếc bánh rất là to, phải đẳng cấp, một chất từ trước đến giờ luôn. Yeah, bây giờ làm. Công đoạn đầu tiên là anh em tôi sẽ đổ bột mì và pha. Đấy, đổ bột mì vào. Pha lên này, cho nó. Bây giờ không có, mình dùng miệng, mình cắt đi. Hai gói luôn á. Cứng. Làm hai gói xong. Làm lớn luôn. Chiêu đãi cả làng luôn mà. Thôi, anh thử trước nha. Anh thử trước đi. Thử nha. Ừ. Ôi. Thì bây giờ anh em chúng tôi sẽ đập những quả trứng vào nhá. Trứng này vào. Quả. Trứng này nó ở đâu nhỉ? Đây, là... đây. Sạch sạch. Đấy. Ồ, rất đẹp. Rồi. Đẹp quá. Nhìn hấp dẫn đấy. Chiều đãi cả làng ăn luôn. Mấy quả rồi, mấy quả rồi. Mấy quả trong kia là đập hết đi, đập cho nó khi nào mà cảm thấy ngon rồi thì mình dừng lại. Rồi em đập đi anh khuấy. Vâng, đây là đôi đũa. Tôi sẽ dùng đôi đũa tôi khuấy đều lên. Không bánh không được ngon, Doraemon ăn chê. Được chưa nhỉ? Bánh rán Doraemon. Chưa được mấy quả rồi. Đâu biết đâu. Phải 100 quả, 100 quả mới được. Đập quả này ra. Từ... Đấy. Phải đập vừa chừng thôi. Không có bánh thì không có ngon. Ok. Ngon chưa? Ngon. Em nếm đi. Anh ăn đi. Chấp anh ăn trước luôn. Thơm. Chưa ăn được. Thử gửi lại lần nữa nghe mùi gì không? Nghe mùi trứng nhưng mùi gì nữa? Gửi lại lần nữa ơi. Ngửi lại là... Thử không? Ngửi coi. Ngửi là ngửi bột. Nó thì ngửi coi. Thơm không? Úp cái nồi luôn. Khỏi nấu luôn. Quả mì mà nóng thế. Đùa rồi. Bây giờ bỏ gì nào vào ăn. Bây giờ bỏ gì vào nữa. Đổ cái gì vào á? Công quả nào tiếp theo? Nước. Nước hả? Nước đổ sao? Canh nha. Anh quất vào đi. Quất vào đâu? Đổ 100 muỗng ha, 100 môi ha. Cứ đổ đi, đổ thế nào bảo stop là dừng lại luôn. Dẫn dắt cái con đường tươi sáng này. Đầu bếp đó phải đi theo đầu gì? Đầu gấu, đầu đất. Đầu gấu thì đi theo đầu gì? Đầu gấu à. Đầu gấu thì đi bụi đi đâu nữa. Em đi ra ngoài để anh cho anh làm đổ dầu lên. Em thêm đường vào này. Tôi nhầm rửa thêm đường. Mâm này hơi bẩm, tôi phải đi rửa cho nó sạch tôi mới làm lại được. Vâng, thì tôi trong lúc chờ đợi tôi sẽ làm cho nó đều đi.
đủ dầu vào. Cơ bắp lực lượng của em. Đây là hai anh em. Ít nước quá, rồi phải nhiệm vụ thêm ít nước nữa. Nhiều là dầu đủ chưa anh cha? Được rồi đấy em. Đấy. Anh sợ ít đấy, cái này dầu nhiều lắm, rán bánh này dầu nhiều lắm. Như vậy có lửa đã khó lên. Nhìn như vậy có được chưa anh? Hả? Nó đặc quá không? Anh đang kinh nghiệm của em của anh đâu. Thấy đẹp mắt chưa? Tôi phải cho thêm ít nước nữa bởi vì nó rất là đặc. Cái mâm này nó thêm mấy nó... lần rồi. Các bạn ơi. Phải đổ thêm như trên này nó khô cháy. Rồi, ok, và thêm ít đường nữa nha. Nãy giờ trên này thêm nhiều nước quá. Rồi anh trai nhìn cái anh cho lửa nhỏ thôi. Nổ là anh chết đấy. Anh bật ra là anh chết, em không chết đâu. Nó nổ là anh em mình xuống dưới giảm xuống nhổ dưới luôn á. Em thì may mắn thôi là anh còn này anh không may mắn đâu. Ghê quá. Anh đi. Đấy đấy đấy, hai người một người may mắn này. Lần đầu tiên rán bánh nha mọi người. Cho lửa nhỏ đi anh ơi, để em đổ đổ cái này vào này. Đây nha, bánh này. Đầu tiên là cái môi đi, đưa đây. Đừng. Để anh cầm cái môi nha. Lan ra. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Nhanh lên. Bật ra đi. Lên. Bánh là gần sôi rồi. Nhanh lên, sắp chín rồi, sắp ăn được rồi. Vút cho mày nha. Đẹp. Bánh khổng lồ nha các mọi người. Đấy, rất chi là đẹp anh em ơi. Tôi cảm thấy rất ăn được rồi. Ăn mới đâu mà ăn cái gì, ăn chưa chín ăn. Còn thừa anh em ạ. Tí làm cái bé. Wow, nó phồng lên nha mọi người. Cho lửa nhỏ với anh nó không nó phồng lên đấy. Lửa nhỏ. Thơm thế. Thơm quá anh em ơi. Rất là thơm. Đấy, tôi sẽ đổ vào cái dưới đó. Thơm phức luôn. Tôi sẽ đợi cho nó là chín hoàn toàn luôn. Đấy, anh em tôi sẽ lật úp lại. Nóng lắm đấy. Nó gần nổ đấy anh. Chạy đi anh chạy trước đấy. Chạy đi. Đàn ông con trai mà sợ gì. Lật úp tắt nhà, tắt ga nha. Anh để em đi lấy cái xẻng nha. Không cần đâu, anh cầm thì anh cầm anh hất một phát. Được không? Úp lên trên cái mặt của anh luôn. Anh cầm thì anh hất luôn. Để em đi lấy cái xẻng nó xúc qua. Xúc ngược qua. Dạ, lấy đi lấy cái xẻng đi. Rồi bây giờ anh em tôi lật bánh lại cho nó chín cái mặt đi. Tôi nó bị kiểu như nó chảy dưới mà này, không lật được thì giờ. Có đĩa đó. Nên tôi sẽ lấy vậy. Cái dĩa này. Đấy, ủ chả hơi. Điền nữa, một điền nữa. Lần đầu làm chuyện ấy luôn. Chuyện ấy là chuẩn từ nha. Đây. Từ nha. Đây. Cái này rớt mất ăn này. Mất ăn. Rồi, lật kiểu gì? Từ bỏ xuống đi. Bỏ lại xuống nha. Rồi, từ anh bỏ vào này. Lật kiểu sao đây? lần này hai ba lần hai ba tuần nữa lần đầu từ nha, từ để suy nghĩ cơ. Này này nó khó đấy, không phải gì đâu. Lật mà không phải cho ăn lợn đó, cho lợn ăn luôn. Sao ta, anh lật kiểu này hay là ăn bớt để lật. Ăn nửa này lần nữa. Chưa chín. Anh thả xuống này, thả cái đĩa. Rồi đẩy vào. Hay là chia đi. Dạ. Anh qua bên kia nấu em qua bên này. Cái nhanh đi. Này. 3 2 1 này. 1 2 3. Ô. Cứt ra luôn. Rồi là từng cái đi. Kỷ niệm.
kinh nghiệm anh em làm như gì? Không, anh em chỉ là lật từng miếng. Sơ suất nhỏ. Cái này nó to lắm các bạn ơi, cho nên anh em tôi lật mãi là trong được. Cho nên nít đôi ra. Thì đặt cái này lên đi anh lấy cái này ra. Không sao đâu, tí mình làm tiếp. Đang nấu mà. Anh em đang thực hành nha các bạn. Đấy. Mà bây giờ tôi đến lửa em, nổi lửa. Xin 500 lửa đi. Vâng thì máy đã kín rồi, tôi cũng phải đi lấy cái điện thoại gọi. Đây là ngon lắm các bạn, thơm lắm. Tôi ăn thử một miếng rồi. Bánh này là không, nó phải cháy để nó mới ngon. Nó phải cháy như vậy nó mới ngon. Lấy điện thoại gọi cho anh em con cháu đến đi để ăn bánh cho nó hết. Alo. Bạn ạ, hôm nay mình làm cái bánh khổng lồ mà không ai ăn đỡ cho hổ cho cái bạn này, mời bạn này gia đình nha. Gọi ta mau vào ăn phụ. Gọi nhiều đông ấy, bánh này ăn mấy ngày không hết ấy. Rồi, mấy tí này mình cho xe rung chuyển đến đón nha. Rồi. Đấy, em mới điện cho mấy ba trăm anh em thôi. 500 anh em nhé. 200 bên anh ấy. 300 ít quá, 500 anh em. Sắp chín rồi. Sắp chín rồi mọi người ơi. Sắp ăn được rồi. Ăn thử không? Tí nữa lại ăn, tí nữa ăn nửa cái thôi. Ăn thử ấy ngon lắm. Ừ. Còn các bạn? Các bạn có muốn thử bánh khổng lồ của hai anh em tôi làm không? Đây. Được, ăn kiểu ngon lắm. Cách ngon nhỉ? Ngon. Thường anh ăn bánh nhiều đây nè. Nhỏ rồi, bây giờ anh em mình làm bánh khổng lồ nữa ăn. Đặc cấp mày, chất lượng. Quá chất luôn ấy. Chín chưa anh? Ăn được chưa? Đã. Thôi mình ăn đi. Đây. Kêu mấy anh 500 anh em lên ăn phủ với anh em nha. Mình ăn gì nổi. Ăn nha. Tắt lửa rồi anh em. Gọi cô dì chú bác cháu chặt chút chít trồ lên hết. Ok. Thế này anh em mình giải quyết. Này anh tắt lửa. Tắt lửa nha. Chín rồi. Em đi gọi đi. Trời ơi, cháy tay luôn rồi. Alo. Bà con ở đâu? Tam Mao. Trời ơi, nó làm cái mà xòe tay luôn các bạn. Cái thằng đẻ nó ác quá. Tám Mao. Dạ. Đi ra ăn. Đấy. Xuống gọi mấy cô dì chú bác lên ăn đi cháu. Lên đây nách. Mời bà cố vào ăn bánh mì. Bánh rán. Đấy. Mời bà vào ăn bánh rán. Vâng. Anh chia cho đứa miếng này. Bà này. Ngon. Ta mau ăn cái miếng này. Ngon. Đấy. Thế rồi chạy lát này tí rồi anh đưa anh 50 nha. Anh ăn đi. Cho mày miếng. Này, miếng này ăn ngon. Đây, ăn. Thử coi. Đây tôi sẽ cho ta mau thử. Vâng anh này, là đây chú cho nè. Gặp chưa? Thằng này nó ăn ghê quá, thằng này nó Doraemon á. Thằng này thuộc dạng Doraemon, nó ăn dữ quá. Ăn này ngon phải không? Quá ngon. Biến sao anh làm ngon. Nhạc không? Cho em miếng đại ca. Đây. À, cho miếng. Ngon lắm. Ăn thử đút luôn. Đây. Đút. Rất hấp dẫn. Ngon không ta Mao? Ngon. Ăn ngon này ăn nhiều nha. Ăn này tí anh lấy vào để 50 vào đây cho nha. Này bé cháu vào đây em. Anh trai, em gái. Chất lượng. Chất lượng không? Đẳng cấp mà. Ba vào đây ngồi với cháu. Vâng. Ba. Vâng. Ba vào đây ngồi với cháu ăn bánh nè. Vâng. Em xuống đóng cái cửa nhá. Các anh ăn nhá. Rồi. Ba vào đây, Ba vào đây cháu đưa cho cái đĩa bà ăn. Ba lại xích ra đây nè ba. Vâng. Đó, con cháu mời bà nha. Vâng. Cháu mời bà ăn bánh
bánh rán của hai anh em cháu làm đấy. Ê. Dạ, cháu làm, 13. Các cháu làm hay các cháu ăn chưa ăn được. Dạ, bà ăn đi. Ngon lắm bà ơi. Dạ. Ơi, bà thử coi ngon không nhá. Đúng. Bà thử coi. Các chú mà đi ngon không? Ồ. Ngon không bà? Ngon. 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 Cảm ơn bà. Cảm ơn. Có đứa luôn nhân luôn được xém nhiều quá. Xém nhiều quá. Ừ. Chỗ này là tạo điểm nhấn. Ừ. Không có màu, tạo màu mè nó. Mè. Ừ. Thấy bà ăn ngon không? Ừ. Cảm ơn ăn đi. Tí anh lấy 50 thôi nha. Tí anh lấy rẻ không? Ừ. Sao 500 anh em tới trễ quá nhỉ? Ngon quá anh em mình ăn hết đi. Ăn đời hết 500 rồi. Anh em mình ăn hết. Tí làm mới khác. Ừ. Thấy chưa, thấy thai hải của để chưa? Được. Được rồi. Rút tay ra. Rút tay rồi. Ừ. Phòng tay để nó đẩy vào cái đực này. Ngon không anh? Ngon. Ăn đi. Thì anh em chúng tôi qua một buổi chiều làm cái bánh khổng lồ ấy. Khổng lồ là... của Doraemon. Chúng tôi là ăn rất là ngon. Với lại mời được mấy bà cháu vào ăn. Vào chống ế cho. Chống ế anh em mời ăn rất là ngon. Bà ăn khen ngon. Ừ, tuyệt vời đi. Vâng, thì các bạn thấy hay phải ủng hộ đăng ký cho Bá Thành TV nhé. Xin chào các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.